Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Chuyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em, vợ của Tứ thì đã bị chết nhưng rất là đau lòng, là bởi vì cô đã chết trong khi cả một vùng rộng lớn đã đang bị lũ nguồn đổ xuống, và đặc biệt là không có đất để mà chôn, không có quan tài để mà nằm. Sự việc đau lòng này thì tưởng chừng như là đã phải thả xác để mà trôi sông, hay là để cho vợ của Tứ nằm ở trong cái nguồn nước lạnh lẽo đó. Duy chỉ có một cách là có thể lưu xác của cô lại để chờ ngày mưa tạnh và nước rút. Vậy thì cách thức làm thế nào? Thì hãy cùng ngay sau đây theo dõi dị chuyện mang tựa đề Chôn Xác Dưới Sông. Và Chuyện Ngọc Lâm xin trân trọng giới thiệu tới quý anh chị em dị chuyện đặc biệt này. Xin trân trọng cảm ơn. Trận mưa dữ dội kéo sang ngày thứ ba mà vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Nước ở trên cánh đồng có khả năng đã tràn như là mặt biển mênh mông. Từ chỗ neo xuồng, Tứ đã đưa mắt nhìn ra chẳng có khác gì là đang lênh đênh giữa đại dương ngàn trùng. Ôm xác người vợ trẻ chết từ nửa đêm ngày hôm qua, mà lòng của Tứ thì nát như tươm. Anh đã khóc cạn nước mắt và van vái cho trời ngừng mưa để anh còn có thể kéo chiếc xuồng bể nát, không còn khả năng chèo chống, hầu đưa xác vợ vào nơi nào đó khô ráo để mà an táng. Vậy mà ước nguyện đó từ giờ này Tứ vẫn chưa thể thực hiện được, mà xem ra khó mà làm theo ý, bởi nước càng lúc lại càng dâng cao, từng con sóng cao hơn nửa thước cứ đánh ập tới theo cơn gió rít từng hồi. Tứ đâu lạ gì mùa nước lũ vùng Đồng Tháp 10 này cơ chứ. Nhưng đây là lần đầu tiên anh đang kẹt giữa muôn trùng biển nước, mà lại trong cái hoàn cảnh ngặt nghèo này. Kim Lệ, cô vợ vừa mới cưới chưa được một năm của anh, nhè giữa trời mưa lũ lại lâm vào cái cảnh bạo bệnh và đã chết chỉ sau có nửa giờ vật lộn với cả cơn đau lạ. Kẹt giữa biển nước mênh mông, trong lúc chiếc xuồng ba lá của anh lại vướng phải cái cọc bể mũi, không thể chèo chống được, và Tứ chỉ còn biết neo lại cái gốc cây gáo nằm trơ trọi giữa đồng mà chịu trận. Lạy trời cho mưa ngừng lại, cho có ai đi đó đi đây. Tứ đã van vái cả trăm lần mà vẫn chưa có hiệu quả gì. Mưa vẫn cứ nặng hạt, bóng dáng các xuồng ghe thì cứ hầu như là không thể có, bởi chẳng có ai dám đi giữa biển nước như thế này cả, nếu không có muốn vong mạng. Đành thôi. Tuy nhiên, khi nhìn lại xác của vợ bắt đầu tái nhợt nhạt đi, lòng của Tứ bỗng lại nhói đau. Nàng đã vong mạng rồi mà còn phải chịu đau đớn nằm trơ ra như thế này đến bao giờ nữa. Đã nghĩ tới cách táng bằng cột xác treo lên chánh ba cây, đợi khi nước rút thì đem xuống mai táng lại. Nhưng ngặt một nỗi chung quanh của Tứ bây giờ, một sợi dây cũng không có, chỉ có chiếc mền duy nhất thì làm sao mà thực hiện được việc treo xác vợ lên cây đây. Nghĩ đến nát cả óc, cuối cùng Tứ đành phải ôm chặt vợ vào lòng, khóc giống lên cho nỗi thống khổ vơi bớt, và cũng để có sức mà chống chọi lại với cả cái lạnh đã bắt đầu thấm vào da thịt của chàng trai cường tráng như Tứ. Lần đầu tiên sau 3 ngày đêm chịu trận, Tứ mới cảm thấy lạnh và kiệt sức. Trong một thoáng bi quan, Tứ đã lẩm bẩm: thôi thì đành chết theo cô ấy cho xong. Anh dụi đầu vào xác của vợ, rồi cũng bắt đầu lịm dần đi. Này, cậu kia, người đã bớt sốt chưa? Tỉnh chưa vậy? Tứ nghe văng vẳng có ai đó đang gọi mình mà không tài nào có thể mở mắt ra được. Tiếng gọi kia đã lại lặp lại: cậu kia, có nghe thấy gì không? Lần này thì Tứ choàng tỉnh, anh vừa mở mắt ra thì đã thoảng thốt kêu lên: Kim Lệ! Tứ không thấy xác vợ bên cạnh nên đã hốt hoảng, chợt thấy người đàn ông lạ mặt đang chăm chú nhìn mình. Tứ đã liền hỏi: vợ của tôi đâu rồi? Người đàn ông lớn tuổi, minh trần, đầu tóc dài, da sạm nắng thì nhẹ lắc cái đầu: tôi tới đây chỉ còn kịp nhìn thấy cậu đang chới với ở giữa dòng nước, còn chiếc xuồng thì bị lật úp, tôi kéo mãi cậu mới vào được đây đấy, thì có một cơn gió lạnh ập tới, mọi thứ chẳng còn lại gì cả. Tứ thì đã gào lên: trời ơi, vợ tôi! Anh bất kể sức của mình đang yếu, đã nhào đại xuống dưới nước, cua tay mò tìm xác của vợ. Ông lão quát lớn: cậu muốn chết có phải không? Vừa nói,
Ông vừa phóng theo bằng một cái động tác thành thạo, đã chụp được tay của Tứ, xốc anh từ phía sau, kéo trở lại cây gáo to. Nơi mà mấy ngày vừa rồi Tứ đã bám víu, Tứ vẫn vùng vẫy và gào to hơn. Mình ơi! Lệ ơi! Ông già trấn an. Dẫu sao thì cô ấy cũng đã mất tích rồi. Nước lũ mênh mông như thế này thì làm sao mà kiếm tìm cho được lúc này. Chỉ cầu trời cho cô ấy bám víu được vào vật gì đó để mà sống sót thôi. Tứ gào lên thê lương hơn. Cô ấy đã chết rồi, còn bám víu nơi đâu được nữa mà bám. Trời ơi là trời! Ông già im bặt đi, đưa ánh mắt nhìn Tứ rồi lắc đầu nhẹ. Thì ra là như vậy. Một lúc nữa, khi thấy Tứ im lặng, ông đã lại nói tiếp. Mùa lũ này mà gặp cảnh như cậu, thì ai cũng chịu bó tay mà thôi. Cầu trời cho xác của cô ấy trôi tấp vào đâu đó, rồi một là có người chôn giúp, còn không thì phải đợi trời êm, bể lặng một chút, thì tôi sẽ giúp cậu đi tìm. Tôi dành cái vùng này lắm. Phía dưới gió kia là cánh đồng tràm dày đặc, mọi thứ đều có thể bị vướng lại khi trôi giạt vào đó. Tứ reo lên. Đúng vậy phải không? Nơi đó có xa không hả chú? Ông già gật đầu. Chừng 5-7 cây số thôi. Nhưng do nước tràn đồng cho nên giờ đây ta không có thể nhìn thấy gì được. Đợi mưa tạnh bớt đã. Lúc này thì ông già mới hỏi kỹ và Tứ đã thuật lại mọi chuyện. Nghe xong thì ông nói. Cư dân sống trong vùng này vẫn thường gặp phải cảnh như cậu đấy. Mà người ta có một cách để mai táng, chứ không phải là chỉ riêng treo xác lên trên cây như ý kiến của cậu đâu. Cậu đã nghe nói cách đào huyệt ngay khi nước ngập quá đầu chưa? Tứ nghe thế vậy thì có phần thắc mắc, lắc đầu. Dạ chưa ạ. Đó gọi là thủy táng, tức là chôn trong nước, chôn giữa khi nước còn đang tràn đồng ấy. Rồi ông giải thích một cách cặn kẽ hơn. Cách không táng tức là treo xác ở trên cành cây, chờ đợi nước rút sẽ chôn lại thì tuy có khô ráo, tiện lợi, nhưng đâu phải người nào cũng có điều kiện để mà làm được. Vì nó đòi hỏi phải có ván làm quan tài cho kỹ, rồi phải biết cách làm cho dây cột chặt để treo, để giữ cho quan tài không rớt, không bốc mùi hôi. Đó là chưa nói lũ quạ diều quái quỷ ở xứ này, chúng hung hăng, dữ dằn, có thể cả ngàn con bâu tới mổ thủng ván quan tài để mà moi xác chết. Cho nên người ta đã nghĩ tới cách thủy táng nhiều hơn đấy. Nhưng nước ngập quá đầu như thế này thì làm sao mà đào huyệt để chôn được ạ? Vậy mà lại có cách mới hay chứ. Ông già còn kể vài cách nữa, như là bó xác trong lá chuối, bẹ chuối ràng buộc thật chặt, giống như là người gói bánh tét, rồi thả trôi theo xuồng, kéo về chỗ đất liền. Ngay đến đâu thì Tứ đau lòng đến đó, bởi nếu biết trước thì anh đã có thể làm theo, và chắc chắn là không để mất xác vợ như thế này. Trời lúc này cũng đã tối dần. Ông già cũng lại kể chuyện của mình. Tôi đi lấy củi ở bên Mộc Hóa rồi gặp trận mưa bão. Chiếc ghe chở củi hơn 5 tấn đã bị gió thổi bạt vào rừng rồi vỡ ra từng mảnh. Tôi bơi lội giỏi nhưng cũng chịu được có nửa ngày mà thôi. Rồi cũng may mắn bám được vào một cây chuối và mặc cho nó trôi. Nhưng một ngày đêm đã trôi qua như vậy. Cho đến khi vô tình tấp vô đây, vừa lúc tôi thấy cậu đang chới với sắp chìm thì tôi đã kéo được cậu vào cây chuối cũng đã vướng lại và tôi cũng chịu chung số phận với cả cậu giờ đây đây. Nhờ có kinh nghiệm nên ông ta đã bày cho Tứ cách bám vào thân cây, mỗi người một tráng ba, đu ngang như cách mấy con khỉ, con vượn ngủ ở trên cành. Ông dặn, mình không thể tức mãi khi còn kẹt lại đây được, nhưng phải biết cách quàng tay thế nào để mà lỡ có ngủ quên thì không có bị ngã xuống dưới nước. Cậu biết rồi đấy, với nước chảy cuồn cuộn như thế này, chỉ cần rơi xuống thì vài chục giây sau mình đã bị đẩy đi cả trăm, cả ngàn thước rồi ấy chứ. Tứ đâu có còn biết về cái sự sống lúc này, nhưng sợ nói ra thì ông già sẽ chê trách, nên anh chỉ biết câm lặng và ứa nước mắt khi nhớ về cô vợ trẻ mình giờ đây, thân xác đã bập bềnh ở trên sóng nước, chẳng biết trôi đi về đâu. Cậu lại khóc đó sao? Chuyện đã lỡ rồi, phải bình tĩnh, để còn nghĩ cách mà tìm xác của vợ nữa chứ. Nhắm mắt lại ngủ một giấc đi, để tôi thức canh cho. Ngoài ra tôi còn đang nghĩ cách để bắt con chuột, con rắn gì đó ăn mà cầm hơi. Cậu biết làm sao mình phải bắt mấy con đó hay không? Dẫu đang nẫu ruột, nhưng nghe ông ta hỏi như vậy thì Tứ cũng đã tò mò.
không có còn chỗ nào thì làm sao mà bắt chúng được. Vậy mà lại có cách đó. Cậu đừng có động đậy, tôi sẽ bắt con rắn đang ở ngay sau lưng của cậu cho cậu coi. Ông ta vừa dứt lời thì cánh tay cũng đã vươn nhanh về phía cành cây sau đầu của Tứ và vừa reo lên. Có thứ để cầm hơi rồi. Ông ta nắm trong tay một con rắn to bằng ngón chân cái. Nó đang ra sức vùng vẫy để mà thoát thân. Nhưng nó đã bị chụp ngang cổ, cho nên chỉ sau một lúc cựa quậy cũng đã nằm yên. Ông già nói. Đây là rắn hổ đất. Để nó cắn thì chỉ vài phút sau là chết ngay tức khắc. Cũng may, con này nó lên trên cây trước ta và cũng đang mất cảnh giác. Chứ nếu không thì lúc nãy cậu đã bị nó mổ rồi đấy. Bây giờ cậu há miệng ra, hút ít máu của nó. Rồi sau đó tôi sẽ lấy mật, đầu lòng của nó, ta chia nhau ra mà ăn. Còn thịt thì sẽ ăn sau. Nó sẽ giúp ta qua được cơn đói đêm ngày hôm nay. Chắc cậu cũng đang đói dữ lắm rồi chứ. Đúng là Tứ đã quá đói. Bởi mấy hôm rồi anh có ăn uống được cái gì đâu. Nhưng nghe ông ta nói là cách ăn thịt rắn như thế thì tự dưng Tứ muốn lợm giọng. Anh lắc đầu. Ôi như vậy thì cháu không ăn được ạ. Ông già lại cười ngất. Không được cũng dáng mà ăn. Lúc này có bất cứ cái gì cũng phải bỏ vào bụng đều tốt cả. Nào, há miệng ra nào. Bằng một cái động tác thuần thục, ông ta dùng ngón tay bấm ngang đuôi con rắn. Phần đuôi cũng đã gần đứt lìa ra, máu từ đó cũng đã phọt ra. Và nhanh ngoài sức tưởng tượng của Tứ, ông đã cho ngay tia máu đó vào miệng, đang há ra. Vì sự ngạc nhiên của Tứ, anh chàng đã bị tia máu bắn vào rồi nuốt ực một cái. Hớp đầu tiên Tứ muốn nôn ra ngay, nhưng liền sau đó thì như đó bị ai đó bơm vào, anh nuốt gần như là không kịp. Xong rồi đó, phần tim gan, mật của nó thì cứ để cho tôi. Ông ta dùng tay moi mấy cái thứ đó ra rồi cho vào miệng, nuốt một cách ngon lành mà không cần nhai. Tứ cảm giác như huyết quản của mình đang cuộn lên bởi có thêm máu rắn. Trong vài giây, anh đã suýt nôn ra, nhưng ngay lập tức thì cảm giác ấy cũng đã chấm dứt. Cùng lúc, anh cũng đã thiếp đi. Cũng không biết là bao lâu, khi Tứ bừng tỉnh lại thì thấy ở phía chân trời phía xa có một màu hồng cũng đã lóe lên. Cùng lúc là tiếng kêu của ông già. Hết mưa rồi, hết mưa rồi. Tuy là đã hết mưa, nhưng nước thì vẫn còn chảy cuồn cuộn. Gió vẫn mạnh, tạo ra những đợt sóng cao, vỗ vào những gốc cây, chỗ của Tứ và chỗ của ông già cũng như vậy, khiến cho thân cây rung lên từng hồi. Tứ chống tay vừa định ngồi dậy trên tráng ba cây, thì ông già cũng đã đưa tay lên miệng, ra dấu cho anh không được cử động. Đoán là có một con rắn nữa, nên Tứ đã chân chân người và không có dám nhúc nhích. Ông già lại một lần nữa vươn tay ra và có tiếng kêu chí chóe. Ông ta cười một cách khoái chí. Lão Tí này nộp mạng hơi muộn đấy. Có một con chuột cống nhum thật to. Có lẽ là đã bò lên cây lúc hai người đang ngủ say. Ông già thích thú. Con rắn mình phơi khô, chưa ăn tới, thì lại có thêm lương thực dự trữ nữa. Lo gì đói đâu. Có lẽ là do mải nói, cho nên ông ta có phần hơi lay tay. Con chuột thật nhanh, nó đã vùng thoát mà nhảy ngay xuống dưới nước. Tứ thì liền kêu lên. Ô, nó chạy mất rồi. Cũng vừa khi ấy, bỗng mắt của Tứ rắn chặt vào một vật gì đó khá lớn, đang nổi lềnh bềnh ở trên mặt nước, bị vướng vào gốc cây gáo. Xác người. Ông già cũng đã nhìn thấy, rồi ông nói. Là một người phụ nữ. Tứ như là mũi tên, lao ngược từ trên xuống, nhanh chóng đến nỗi ông già không có kịp phản ứng gì cả. Tiếng reo như bắt được vàng của Tứ. Vợ tôi! Bất kể là hiểm nguy, Tứ đã nhảy ngay xuống dưới nước và ôm chặt lấy cái xác đang lềnh bềnh kia. Đúng là Kim Lệ. Trời còn thương con mà. Từ trên cây, ông già nhanh nhảu tuột xuống và bảo. Cậu giữ một tay, còn tay kia thì bám vào thân cây, kẻo sóng vỗ bung ra ngoài bây giờ đấy. Nhờ được nhắc cho nên Tứ đã giữ được cái xác của vợ, đồng thời cũng không có bị dòng nước cuốn đi. Nhưng anh vẫn cứ lo lắng. Làm sao đem được xác của vợ cháu lên trên cây hả chú? Cậu cứ cố giữ lấy đi, để tôi bẻ mấy cành cây dài, mình cắm xuống dưới đất để mà giữ xác lại. Ông già rất nhanh leo lên trên ngọn cây và kéo mạnh mấy cái, lần lượt bốn cành cây dài ở trên hai thước được bẻ gãy. Nhờ trời tạnh mưa cho nên ông già thực hiện cắm bốn nhánh cây xuống dưới nước, rào một vòng xung quanh gốc cây gáo để được dễ dàng. Rồi ông đã giục Tứ.
Cậu phải dứt khoát, không được chần chừ, phải nghĩ việc giữ được cái xác của cô ấy lại mới là chính. Chứ đừng có ngại việc cô ấy bị ngâm nước lâu hay là không. Cậu chấp nhận thủy táng chứ. Tìm lại được xác của vợ là một niềm vui mừng lớn đối với cả Tứ, nên anh đã chịu liền. Dạ vâng, sao cũng được ạ. Ông già hình như là đã quen với cả việc chôn người ở trong cái hoàn cảnh như vậy, nên ông vừa lặn xuống vừa cắm cọc, vừa luôn miệng nói tấm lòng của cậu đã đánh động được cõi âm phủ, nên mới khiến xác của cô ta quay trở lại đây, một việc mà hầu như là chưa từng xảy ra. Sau khi cắm được 4 cành cây tạm thời giữ cái xác không để cho sóng cuốn đi, ông già vừa đeo vào gốc cây thì vừa khấn. Linh hồn cô, Kim Lệ, sống khôn thác thiêng, phù hộ cho tôi và anh bạn ở đây, mai táng cho cô tại gốc cây này. Trong hoàn cảnh ngặt nghèo như thế này, thì xin cô hãy vui lòng chấp nhận ở tạm dưới nước. Đợi đến khi rút nước, thì cậu ấy sẽ đưa cô lên, cải táng đến một nơi đàng hoàng hơn. Tứ cũng khấn. Nếu thương anh thì em hãy ráng chịu lại, Lệ ơi. Nếu cần thì anh cũng ở lại đây mãi mãi với cả em. Ông già nghiêm giọng. Giờ phút này cậu không có được bi quan nói càn như vậy. Cứ chôn cái xác cho cô ấy đã. Cuộc thủy táng diễn ra khá suôn sẻ. Nhờ có kinh nghiệm nên chỉ sau một giờ, ông già đã giúp Tứ đào được ngay ở dưới gốc cây gáo một hố huyệt khá sâu. Ước chừng đã vừa được cái xác, ông đã liền bảo Tứ. Cậu vái lần nữa, xin cô ấy giúp cho mình chôn được dễ dàng đi. Tứ với hai hàng nước mắt đã ôm xác vợ rồi mếu máo. Xin em cho anh được gửi em lại đây. Mong em hãy... Lời của Tứ nói chưa dứt thì thật bất ngờ. Cái xác như đã bị ai đó kéo ghì xuống. Nó chìm từ từ. Tứ hốt hoảng. Chú hai ơi. Ông già bỗng giục. Cậu giữ cái đầu của cô ấy, tôi sẽ giữ chân nhé. Cái xác chìm nhẹ nhàng xuống và thật là kỳ diệu. Nhắm đúng chỗ cái lỗ huyệt mới đào ở dưới nước và nằm gọn ở trong đó. Ông già làm các động tác thật nhanh. Chỉ một lúc sau thì những đất bùn đã được đào lên đã lấp trở lại. Đồng thời ông cũng dùng 4 cành cây to kia hợp với cả Tứ. Cắm chéo vào góc, cài trên ở phần mộ, không cho cái xác trồi lên. Công việc không dễ nhưng cuối cùng họ cũng đã làm được. Công việc cũng vừa xong thì mặt trời lúc này cũng đã lên ngay đỉnh đầu. Ông già nói. Bây giờ cậu có thể nghỉ ngơi và đợi xem nếu có vật gì trôi ngang qua đây thì mình có thể bám vào và rời đi được rồi. Tôi đã làm dấu thân cây gáo này. Đợi khi nước rút thì mình sẽ trở lại tìm cũng không có khó. Tứ thì cương quyết. Cháu sẽ ở lại đây. Ông già biết có nói thêm gì thì cũng khó lòng mà có thể thuyết phục được anh ta, nên chỉ khẽ lắc đầu rồi im lặng. Trên khóe mắt của ông, hai hàng lệ lần đầu tiên đã tuôn chảy. Phải hơn một tháng sau thì nước mới chút hết. 2 tuần trước khi nước rút thì Tứ đã lại ngã bệnh, sốt cao, suýt chết ngay ở giữa cái tráng 3 cây gáo. Nếu không có ông già hai thì Tứ cũng đã không còn. Số là trước khi đó hơn 1 tuần, vào một đêm trời tối, chẳng hiểu sao khi đang nằm ngủ cùng với cả Tứ ở trên cây, lão già hai bỗng bị rơi xuống nước và mất tích. Điều này cũng có phần hơi lạ, bởi ông già là dân thiện nghệ, đâu có dễ gì bị một tai nạn nhỏ như vậy. Sau cú sốc đó, nếu là người khác thì Tứ đã bỏ cuộc, không có còn bám lại thân cây để mà chịu trận nữa. Tuy nhiên chẳng hiểu nhờ sức mạnh vô hình nào đó đã thúc đẩy, anh chàng vẫn tiếp tục tồn tại với chỉ 2 thức ăn lặp đi lặp lại, đó chính là rắn và chuột mà thôi. Nhờ bắt chước được ông già hai nên chuyện bắt rắn độc với cả Tứ đã trở nên quá dễ dàng, mà những con vật này kể cũng lạ. Cứ cách một đêm thì lại có một con bò lên cây và được chờ Tứ hóa kiếp. Có thể nói, việc ăn thịt sống của Tứ cũng đã trở thành bình thường, mà nếu không có thì anh đã theo vợ từ mấy tuần qua rồi. Tuy nhiên, sức chịu đựng của con người cũng là có hạn. Mà với cả Tứ thì bấy nhiêu thời gian ấy cũng đã là quá nhiều. 2 tuần sau khi nước bắt đầu rút thì vào một đêm, Tứ hôn mê do cơn sốt dữ. Khi tỉnh lại thì Tứ thấy mình nằm ở một trạm xá, xung quanh toàn là những người lạ. Hỏi ra thì một người nằm ở gần giường cho Tứ biết anh đã được một cô gái đưa vào đây trong cái tình trạng hầu như đã không còn sự sống. Cơ thể thì đã bị suy nhược, người thì nóng sốt cao độ và hôn mê sâu. Người ta đã tính chuyển anh lên bệnh viện tuyến trên, nhưng chẳng hiểu sao, khi cô gái kia cho anh uống một thứ nước nấu từ củ mài thì bỗng nhiên Tứ đã tỉnh lại. Tứ quá đỗi ngạc nhiên hỏi thăm cô gái.
Ủa, cô ấy đâu rồi? Người nằm cạnh giường của Tứ nói, sáng sớm nay còn thấy cô ấy ở đây, nhưng hồi nãy, trước khi cậu tỉnh lại thì cô ấy có ôm mấy bộ quần áo rồi bước ra bên ngoài mất biệt luôn. Chắc là về nhà thôi. Đó là vợ cậu hay là ai mà lại tận tình quá vậy, ở đây suốt. Nếu không có cô ta thì cậu khó lòng mà qua được đấy. Tứ bận tâm tìm hiểu cô gái ấy là ai thì ít, mà đầu óc thì mãi quay cuồng nhớ lại coi cái cây gáo giữa đồng mà anh đã bám suốt tháng trời kia là ở đâu. Đồng Tháp 10 thì có bao nhiêu cây gáo? Tứ hỏi một bệnh nhân gần ở bên thì được anh ta cười rồi lắc đầu. Ôi, ông nội tôi nhớ cũng không hết được nữa. Tháp 10 là rừng tràm, nhưng chen lẫn các loại cây khác như gáo, dừa cũng không phải là ít. Biết đâu mà lần được chứ. Tứ thì lẩm bẩm. Ông già hai có làm dấu, chắc là sẽ kiếm được thôi. Nhưng mà lỡ cây bị chốc gốc, nước cuốn đi mất rồi thì sao? Câu nói bất ngờ của ai đó khiến cho Tứ giật mình quay lại và anh đã mừng rú lên. Ơ kìa, chú hai! Ông già hai xuất hiện thật đột ngột và còn lạ hơn là khi đi theo sau ông là một cô gái. Vừa mới nhìn thấy cô, anh chàng bệnh nhân ở trên giường đã reo lên. Đây 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 đây, cô này đó, chính cô ấy đấy. Cô gái không có lộ một chút gì là quen biết với cả người ở trong phòng bệnh, mà trái lại, cô ta còn đứng nép sau lưng của ông già với cái sự e ấp. Ông già hai đã liền phải lên tiếng để mà giải thích. Đây là đứa cháu gái của tôi. Chính nó đã đưa tôi tới đây gặp cậu đấy. Anh bệnh nhân ở bên cạnh thì ngạc nhiên hỏi. Ủa, cô này ở đây mấy hôm nay mà? Ông già hai nhìn đứa cháu gái của mình rồi nói. Có thể quý vị cũng đã nhìn lầm. Người ở đây mấy hôm nay là đứa em song sinh với cả nó. Chúng là cháu, gọi tôi bằng ông ngoại. Rồi ông quay sang Tứ kể. Tôi đã phải bỏ đi trước khi chưa rút là để định hướng xem chính xác cây gáo đó là ở đâu. Bởi trước khi nước rút rồi thì từ bờ kinh vào đó rất xa, lại khó lòng mà có thể tìm được. Chị em Mai Linh, Mai Lý này là người đã đi tìm chỗ của cậu. Bởi khi ấy tôi đã bị trọng bệnh không có đi được. Chính nhờ nó mà cậu mới được cứu đến đây. Có thể đi được thì sẽ cùng với cả nó trở lại chỗ chôn xác của vợ cậu. Cứ yên tâm mà dưỡng bệnh đi, sắp gặp lại vợ của cậu rồi. Lời nói của ông già hai khiến cho Tứ mừng khôn xiết. Anh cứ hỏi dồn, ngay chiều nay đi có được không hả chú hai? Ông già lắc đầu. Nước mới rút xong, đồng ruộng còn nhiều bùn sình. Xuồng ghe thì không thể đi được, mà lội bộ thì cũng không xong, phải đợi vài tuần nữa. Và lại lúc này cậu còn quá yếu, mà đi cái nỗi gì cơ chứ? Ông dặn cô cháu gái. Mỗi ngày 3 lần, con mang cơm vào cho cậu Tứ đây. Hỏi không được thì ra dấu, hỏi coi cậu ấy thích món gì, cần dặn điều gì, nhớ là làm theo cho đúng nghe chưa con. Rồi ông giải thích, con nhỏ bị câm điếc bẩm sinh, nhưng lại được cái là rất nhạy, chỉ cần ra dấu là nó hiểu mình muốn nói gì luôn, nó tên là Mai Lý. Ông già còn đang bày ra vô số thức ăn và các món đồ dùng cá nhân dành cho Tứ, ông nói. Biết cậu thiếu thốn mấy thứ này, nên tôi đã đem vào đấy, cậu nhớ cái này hay không? Ông đưa cho Tứ cây lược sừng mà vừa mới nhìn thì Tứ đã kêu lên. Ồ, của vợ cháu? Tôi đoán là vậy mà. Bởi hôm vừa rồi trên đường trở lại tìm cậu, tôi tình cờ gặp một chiếc xuồng 3 lá vỡ đôi đang nằm ở trên một gò đất cao. Trong xuồng thì không có vật gì quý, chỉ có cây lược này nằm kẹt lại ở dưới khoang xuồng. Bên cạnh còn có một cái quần xà lòn màu nâu, có vá một miếng vải sọc. Và vừa nhìn cách vá và màu vải, tôi nghĩ ngay tới cậu. Bởi cậu cũng có một cái quần vá y như kiểu đó. Có đúng vậy không? Tứ gật đầu. Dạ, chính vợ cháu đã vá 2 cái quần đó bằng vải vạt áo của cô ấy. Vừa vá xong thì lúc lên trên xuồng, trước lúc cô ấy chết chỉ có nửa buổi thôi ạ. Tội nghiệp thật đấy. Ông già buông tiếng thở dài rồi quay đi chỗ khác như tránh không cho Tứ thấy 2 giọt nước mắt của mình. Những người bệnh cũng cùng phòng sau đó khi biết chuyện cũng đã không ngớt lời ca ngợi lòng tốt của ông già hai. Họ bảo rằng giữa thời buổi này khó mà kiếm được một người có lương tâm như ông già ta. Tuy nhiên, cũng có người xì xầm. Biết đâu được, lão ta có đến 2 đứa cháu gái chưa chồng. Một cô lại tật nguyền, nay thấy chàng trai chết vợ như Tứ thì chắc là có ý muốn kiếm cháu rể đây. Tuy nói như vậy, nhưng trong mấy ngày sau đó, ai cũng phải công nhận rằng cô gái câm cháu ngoại của ông già hai là một người siêng năng, tính tình ôn hòa và rất tử tế.
cô nàng làm đúng những gì ông dặn. Ngày 3 lần đưa cơm vào bệnh viện rồi thì đi về. Ai hỏi gì cũng không quan tâm. Chính Tứ cũng ngạc nhiên và cảm thấy áy náy. Anh ngỏ ý qua ra dấu rằng muốn gặp ông già hai, thì cô ta chỉ xua tay rồi từ chối. Cho đến một buổi sáng, khi ấy thì có một người lạ xách cái cặp lồng cơm đưa vào cho Tứ rồi nói: cô Mai Lý đưa cơm thường ngày vừa bị nạn. Cô ấy bước từ dưới xuồng lên chẳng may đã bị hụt chân, ngã xuống và va đầu vào cọc nhọn, máu chảy ra nhiều và chìm lìm luôn. Mọi người ra sức mò tìm mà chưa được. Tôi là người đi chung xuồng với cả cô ấy từ trong kinh ra, nên biết cô ấy đưa cơm vào cho bệnh nhân, nên tôi đã đem tới giùm đây. Nói xong thì người ấy liền đi mất, khiến cho Tứ cảm thấy hốt hoảng, nhảy đại xuống dưới giường rồi chạy bay đi ra bến chợ. Tuy nhiên gần nửa buổi sau đó, Tứ đã hỏi khắp khu vực đó về tai nạn, như là có một người nọ đã nói thì chẳng một ai biết. Họ còn ngạc nhiên hỏi lại: sao anh không bảo người báo tin dẫn ra đấy, chỉ coi xem tai nạn ở chỗ nào mà hỏi chúng tôi thì làm sao chúng tôi biết? Vừa lo lắng vừa thất vọng, Tứ đành thất thểu quay về bệnh viện. Tới nơi, anh càng ngạc nhiên hơn khi nghe mấy người chung phòng đã kể lại. Cô gái cầm vừa mới ở đây đi ra, có chết chóc gì đâu cơ chứ. Tứ định chạy theo tìm, thì có một người đưa cho anh gói giấy nhỏ và nói: cô ấy không có nói được, nhưng qua cử chỉ thì tụi tôi biết là cô ta đang muốn đưa cho anh cái này đây. Tứ mở ra xem thì kinh ngạc: bộ quần áo của vợ tôi. Anh có nhớ hôm xảy ra cái chết cho Kim Lệ thì cô đang mặc bộ đồ này, vậy sao bây giờ nó lại ở đây? Không có hỏi thêm gì nữa, cầm bộ quần áo đó, Tứ chạy bừa ra bên ngoài cửa. Vừa chạy anh vừa gọi to: cô Mai Lý, cô Mai Lý, cô ở đâu vậy? Trở ra bến đò, còn đang ngơ ngác thì chợt Tứ thấy có một chiếc xuồng nhỏ đậu ở bên. Trên xuồng có một người ngồi như là khách đang chờ. Anh liền hỏi lớn: xuồng này là xuồng chở khách có phải không ạ? Người đội nón lá che kín khuôn mặt đáp vừa đủ nghe cho Tứ: phải. Tứ nhảy xuống dưới xuồng rồi nói: làm ơn đưa tôi dọc theo con sông này, đi mấy vòng đến bến chợ để tôi tìm người quen, tôi sẽ trả tiền như một chuyến đi xa. Người nọ lẳng lặng đẩy xuồng ra giữa dòng, lúc ấy thì mới cất tiếng nói: không có tiền trong túi mà dám bao đò, kể cũng gan thật đấy. Tứ hơi giật mình, đúng là cái túi của anh lúc ấy thì chẳng có một đồng xu dính túi nào cả. Mấy tháng bị nạn, rồi nằm ở bệnh viện thì đều nhờ người khác chăm lo, Tứ thì làm gì có tiền chứ. Tôi... Người chèo đò bỗng chốc cất tiếng cười giòn tan. Tôi sẽ chở anh đi miễn phí, miễn là anh trả lời cho tôi câu hỏi này. Bằng không, tôi sẽ cho anh lội sông mà chở vô bờ đấy. Giọng của cô ta không đùa nữa, Tứ nghiêm giọng nói: tôi không quỵt, chỉ vì không sẵn tiền mà thôi. Nhưng rồi sẽ trả công bằng đàng hoàng. Chị cứ hỏi đi. Anh đi kiếm con gái hay là đi tìm vợ? Câu hỏi bất ngờ, nhưng trong lòng của Tứ thì đã định ra cái câu hỏi trả lời rồi. Anh đáp không có do dự: tìm vợ, nhưng âm dương cách trở biết sao mà tìm. Nhưng tìm người lấy cắp thứ mà của vợ tôi thì đúng hơn là tôi đang đi tìm họ. Câu trả lời của Tứ quả là khó hiểu đối với cả người lạ, nhưng chẳng ngờ người chèo đò đã lại hiểu. Nói đúng, không có dối trá. Vậy tôi sẽ tặng luôn cho anh chiếc xuồng, cứ đi thẳng về phía trước mặt, thế nào cũng gặp. Vừa dứt lời thì người kia như một làn khói vút lên, phút chốc thì đã không còn thấy nàng ta đâu nữa. Kìa, chị! Chiếc xuồng không có người chèo trống, cho nên đã xoay tròn theo dòng nước. Tứ đã phải bước ra sau cầm lấy cây rầm và điều khiển cho nó xuôi dòng. Vô tình anh đã đi đúng theo cái hướng của người ấy chỉ. Nước xuôi nên chẳng mấy chốc, xuồng của Tứ cũng đã đi khá xa xuống phía hạ lưu. Nhìn thấy cái cồn lớn ở phía trước và cả con sông chia làm hai ngả, Tứ chưa biết phải rẽ về bên ngả nào, thì chợt có người từ phía bên cây cồn đưa tay ngoắt lại rồi gọi ơi ấy. Ngỡ gọi ai, nhưng sau đó thì cứ thấy họ nhìn chằm chằm vào mình mà vẫy tay, cho nên Tứ đã hỏi lớn: hỏi tôi có phải không? Đúng là họ gọi anh, nên sau vài giây lưỡng lự, Tứ đã trèo xuồng hướng qua đó. Đến gần, anh mới nghe người phụ nữ lớn tuổi lên tiếng hỏi: cậu đi tìm cô gái Câm có phải không? Tứ giật mình: tôi... dạ, đúng là tôi ạ. Người ta đang đợi anh tới kìa. Nói xong, bà ta quay bước và mất hút sau đám lau sậy.
Dẫu không muốn, nhưng chẳng hiểu sao Tứ vẫn cứ cột xuồng lại, rồi nhảy lên trên bờ, men theo con đường có lát đá thẳng tắp, đi lên một ngôi nhà ngói xưa khá lớn. Không thấy có bóng ai cả, Tứ khựng lại, nhưng từ trong thì đã có tiếng nói vọng ra. Muốn gặp vợ mà không vào đây thì làm sao mà gặp được. Tứ như đang ở trong giấc mơ, anh không có chút suy nghĩ đã chạy rất nhanh vào trong nhà. Nhưng khi vừa mới bớt lên bậc thềm thì anh đã phải khựng lại, bởi trước mặt của anh là một cỗ quan tài nằm án ngữ ở giữa nhà, nhưng có ai đó chung quanh. Căng mắt nhìn khắp nơi, vẫn chẳng có bóng người nào cả, Tứ liền cất tiếng hỏi. Ai ở trong nhà vậy? Có ai ở đây không? Không có ai đáp, Tứ không có dám bước tới, thì vừa lúc ấy anh thấy có một bóng người xuất hiện ở phía sau chỗ quan tài. Cô Mai Lý. Đúng là cô Mai Lý, người con gái bị câm. Cô ta chỉ nhìn thoáng qua rồi đi thẳng tới bên quan tài, và thật bất ngờ đưa tay đẩy nắp quan tài sang một bên. Tứ nhìn vào mà không khỏi rùng mình khi thấy bên trong có hai bộ xương đang nằm sóng đôi. Tứ bước lùi một bước, chưa kịp hỏi thì đã nghe cái giọng nói thật quen vang lên. Nếu còn thương vợ thì chọn đúng hài cốt của cô ấy, chọn sai tức là cậu không có duyên nợ với cả người ta nữa. Mà điều đó cũng có nghĩa là bao nhiêu công sức của tôi cũng đã bỏ sông, bỏ bể cả. Tứ quay lại và kêu lên. Chú Hai. Người vừa tới chính là ông già Hai. Ông ta bước tránh khỏi chỗ đó vừa dục. Cậu cứ chạm tay vào hài cốt nào thì số phận cậu nằm ở đó. Trong số hai hài cốt đó có một cái là của vợ cậu đấy. Tứ ngơ ngác. Sao vợ tôi lại ở đây? Ông già kéo ghế ngồi xuống gần đó rồi lạnh lùng nói tiếp. Lúc này cậu cần làm hơn là hỏi tôi. Nhanh lên, kẻo không còn kịp được nữa đâu. Tứ còn chần chờ thì đột nhiên như có ai đó xô từ đằng sau và hai tay của anh ngẫu nhiên chụp lên bộ xương người nằm ở phía bên trái. Trời ơi! Tiếng kêu đó là của ông già Hai. Từ linh tính như có điều gì đó, anh đã bật dậy thật nhanh nhưng cũng không có còn kịp nữa. Khi anh quay lại nhìn thì ông già đã bật ngửa ra sau, miệng thì hộc máu, nằm bất động. Kìa chú Hai! Trước sự kinh ngạc của Tứ, thân xác của ông già Hai từ từ tan biến và chỉ trong phút chốc, chỉ còn lại một bộ xương người mà thôi. Tứ còn chưa kịp phản ứng gì thì đã nghe có tiếng động từ phía đằng sau lưng. Vừa quay lại chỗ cỗ quan tài chẳng còn thấy đâu nữa, thay vào đó là chiếc xuồng ba lá đã bể làm đôi. Xuồng của mình! Nhìn kỹ lại thì đó chính là chiếc xuồng mà vợ chồng Tứ đã đi và gặp bão lũ. Trên xuồng vẫn còn nguyên cái túi mà ở trong đó có mấy bộ quần áo của Kim Lệ. Và dĩ nhiên có cả bộ xương khô lúc nãy nữa. Chuyện gì thế này? Mặc dù không tin đây là sự thực, nhưng trước những bằng chứng đó, Tứ không thể nào có thể bỏ qua được. Anh ngồi xuống vịn vào chiếc xuồng và mắt thì vẫn cứ nhìn chằm chằm vào bộ xương. Không còn ông Hai già thì lấy ai ra để mà hỏi rõ ngọn nguồn cơ chứ? Phải chăng chính ông ta đã đào hài cốt của Kim Lệ đem về đây? Bao nhiêu những câu hỏi mà Tứ không làm sao có thể trả lời được. Anh ta đã đành ngồi giữa ngôi nhà hoang đó với nỗi hoang mang khôn xiết. Trời cũng đã tối dần, chợt nhớ tới cô gái câm. Tứ đã tức tốc chạy ra sau nhà tìm lại một phen ngẩn người ra khi nhìn thấy cỗ quan tài thứ hai đang nằm ở gian nhà phía sau. Nãy giờ Tứ bình tĩnh bao nhiêu thì giờ đây anh đã cảm thấy run bấy nhiêu. Anh không sợ ma, nhưng lại nghĩ mình đang lọt vào một mưu đồ gì đó mà với sức của Tứ thì không thể nào đương cự lại nổi. Anh nói như cố ý nói với cả ai đó xung quanh. Tôi chỉ có cái tội duy nhất là mất vợ. Tôi thương vợ tôi nên tôi đi tìm. Vậy nếu ai đó thương thì để cho tôi đi tìm vợ được. Bằng không thì tôi xin chết tại đây cũng được. Tôi xin chấp nhận. Anh nói xong thì ngồi bệt xuống dưới đất, nhắm nghiền mắt lại rồi chờ. Oan nghiệt, đúng là oan nghiệt mà. Giọng nói đó khiến cho Tứ giật mình mở mắt ra và anh đã há hốc mồm. Bà ngoại! Tứ tưởng mình còn nằm trong giấc mơ, anh lúng túng. Ngoại, sao ngoại lại... Bà ngoại ôm chầm lấy cháu, mắt vẫn không rời khỏi khung cảnh trước mắt. Bà lặp lại lời nói. Đúng là oan nghiệt mà. Tứ ngạc nhiên. Ngoại nói gì vậy? Còn biết đây là đâu không? Rồi không đợi cháu trả lời, bà đã nói luôn. Đây chính là nhà chồng của má con.
tức là nhà ông nội con đó. Tứ ngơ ngác. Ủa, sao kỳ vậy hả ngoại? Từ nào đến giờ con đã nghe ngoại nói nhà nội con ở xa lắm cơ mà. Bà Tám Chầu thở dài. Ngoại giấu con, chỉ vì bên nội con đâu có nhận mẹ con và con đâu mà con cần biết. Tứ chỉ những cỗ quan tài. Tại sao nhà này toàn là áo quan không vậy hả ngoại? Bà không có đáp, mà lên tiếng thay bà là một người lạ khác. Chính là người phụ nữ đứng vẫy tay ra dấu cho Tứ từ lúc ở ngoài bờ sông. Bà ta bước ra từ bếp, lại gần bên bà Tám Chầu, nhẹ giọng nói: "Chị để tôi kể cho nó nghe." Rồi bà quay sang Tứ: "Ta là cô út của con, chính ta mà ra cơ sự như thế này đó." Bà nhìn bà Tám như là chờ sự cảm thông, và bà đã được lời động viên: "Cô cứ nói hết cho nó nghe đi." Út Tranh vốn người xưa nay lắm mồm mép, vậy mà giờ đây cô ta cũng tỏ ra có phần ấp úng. Nhà này kể cả má của con là Năm, ngày xưa đông vui nhất ở trong làng này. Nhưng chỉ có một đêm thôi thì mọi thứ đã ra nông nỗi như thế này đó, và tất cả đã chấm dứt hết. Bà ta nói tới đó thì òa lên khóc ngất đi, khiến cho Tứ càng thêm khó hiểu. Con không hiểu gì hết. Giọng của bà ta trở nên thê lương khôn tả. Chỉ có những người nằm trong các quan tài này mới có thể hiểu được thôi. Nhưng khi họ đã thành xác chết thì họ lại không có nói gì, mặc dù ta đã van lơn họ, yêu cầu họ về nói cho ta biết ta phải làm sao. Biết là cứ để bà ta tiếp tục nói kiểu đó thì Tứ đã thêm rối trí mà thôi, nên bà Tám Chầu đã chặn lời: "Để ngoại nói. Đúng ra chuyện này ngoại hoàn toàn không có biết, cho mãi tới ngày hôm kia má con trở về báo mộng nói rõ đầu đuôi thì ngoại mới bàng hoàng. Thì ra từ gần 10 năm nay ngoại cứ ngỡ là má con đi buôn xa rồi chết mất tích khi băng xuồng qua cái sông cái. Ngờ đâu lại chết ngay ở trong nhà này. Mà người gây ra cái chết đó lại là người này, cô út của con." Bà cô già của Tứ ngừng khóc, nhưng cái giọng thì vẫn còn run run. "Đầu tiên là ông bà nội con. Họ chết đột ngột sau khi ăn bữa cơm do má con nấu, với mấy món ăn má con mua được và muốn đãi cha mẹ chồng. Ta vốn ganh ghét má con kể từ ngày bà về làm dâu nhà này, không có muốn chị ấy ngày càng được lòng cha mẹ ta, nên ta đã lén bỏ thêm vào thức ăn một chút ít thuốc mà ông thầy đã bán cho ta, bảo rằng chỉ có tác dụng làm cho họ đi tiêu chảy mà thôi. Mục đích của ta là làm cho cha mẹ ta chửi chị dâu một trận cho bỏ ghét. Nào ngờ do ta đã bỏ quá liều nên thuốc tiêu chảy đã trở thành thuốc độc, cho nên sau một đêm cả cha lẫn mẹ ta đều đã chết hết." Bà ngưng lại một lúc rồi lại tiếp tục nói: "Mặc cảm tội lỗi khiến cho ta cảm thấy thù ghét má con. Ta cho rằng má con vào nhà này chỉ là đem toàn đến cái điều rủi, vận xui. Nên thay vì hối hận, ta lại quay sang quyết tâm phải loại trừ luôn má con ra khỏi nhà này. Và rồi ngay sáng ngày hôm đó, trong lúc cả nhà đang bận lo tang lễ, ta đã âm thầm bảo cặp rằng hai chèo ghe đưa má con đi xuống kinh Thầy Cai ở Đồng Tháp 10 với nhiệm vụ thu lúa ruộng. Thực ra chuyện ấy có thể để sau đám tang làm cũng được. Nhưng ta có ý đồ nên đã giục thằng hai cặp rằng đi gấp. Con có biết tại sao không? Bởi ta biết hai cặp rằng vốn đem lòng thương má của con mà không có dám thổ lộ. Nên dịp đó là lửa gần rơm giữa cánh đồng vắng người thưa, chắc chắn là sẽ xảy ra chuyện. Và chuyện cũng đã xảy ra thật, nhưng lại không chỉ xảy ra cho mình má con." Bà ta lúc này thì ôm mặt khóc nức nở. Lần này sự xúc động cũng đã không cho bà ta tiếp tục nói được nữa. Bà ngoại của Tứ cũng đã phải chen vào: "Kể từ khi má con lấy chồng nhà giàu, ít khi má con quay trở về nhà. Do nhà chồng khó mà ngoại cũng không có đi thăm được. Bởi không lần nào ngoại xách giỏ tới thăm mà được gặp má con. Bởi con người này, cô út con đây, là người nắm quyền ở trong nhà, muốn quyết cái gì thì mọi người phải nghe theo, kể cả là việc chị dâu của mình được quyền tiếp thân nhân hay là không. Bởi vậy lâu ngày rồi ngoại cũng đã chán, nghĩ thôi, miễn con gái của mình có chỗ nương thân, còn sống khỏe là được rồi. Cho đến một đêm, khi ngoại đang ngủ thì nghe có tiếng ai kêu lên ở dưới bến sông. Ngoại giật mình chạy xuống thì thấy có một chiếc xuồng nhỏ tấp vào bờ. Trên xuồng có một đứa trẻ chừng vài tháng tuổi,
đang nằm khóc e oe. Ngoại chưa biết là con của ai thì chợt nhìn thấy ở trên chiếc khăn quấn ngang mình của đứa bé có viết dòng chữ: nó là cháu ngoại của má, hãy giữ và nuôi nó lớn khôn, đừng nói cho nó biết về bên nội của nó. Nếu má không làm được như vậy thì con chết không nhắm mắt. Bà Tám lại phải ngừng kể để cho nước mắt giàn giụa. Mãi một lúc bà mới lại tiếp tục được: con đã về với cả ngoại như vậy rồi đó. Rồi từ đó bà cháu mình không hề biết thêm về tin tức của má con nữa, chỉ nghe nói má con đã chết trong một chuyến đi buôn xa. Chỉ vậy thôi. Tứ đưa mắt nhìn sang bà cô già Út Chanh bằng một động tác bất ngờ, đã quỳ sụp xuống dưới chân của hai bà cháu Tứ. Cho tôi tạ tội. Bà Tám đỡ chị ta dậy. 10 năm nay tôi chưa nghe má thằng Tứ nói cụ thể về cái chết của nó. Tôi nghĩ có lẽ nó đã chết ở dưới sông nước nên ắt có đường về. Bỗng mới đây, nó về trong đêm và báo cho tôi biết là phải tìm tới đây để cứu vợ chồng thằng Tứ. Nó bảo người cô già ích kỷ của thằng Tứ lại tiếp tục muốn diệt tận gốc rễ giọt máu cuối cùng là thằng Tứ và vợ của nó. Tôi già cả nên chậm chân, mãi tới bữa nay thì mới mò được vào đây. Chỉ may còn gặp cháu ngoại của mình, chứ con vợ của nó... Bà nói tới đó thì hốt hoảng nhìn quanh. Vợ con đâu, Tứ? Tứ đau buồn. Không kịp rồi ngoại ơi, vợ con đã chết trong mưa bão rồi. Đến trời cũng không thương dòng họ nhà mình nữa cơ mà. Bất chợt, bà cô già của Tứ liền hỏi. Không phải là do trời đâu, mà là do lòng người đó. Tứ nhíu mày. Bà nói như vậy là sao? Chỉ mấy cỗ quan tài, bà ta liền nói. Tôi mù quáng, nghe theo lời một tay thầy số. Hắn ta xúi tôi gom hết tất cả các xác chết của dòng họ, kể cả dâu rể, sau đó đem phân tán mỗi người một nơi mà để chôn, chứ không được chôn cất trong đất của nhà. Bởi vậy thì mới có chuyện mả của ba má tôi chôn ở trên đất rồng cách đây mấy chục cây số, còn mả của anh hai của tôi thì lại chôn ở đất chùa bên Trà Vinh. Còn mả của... Bà ta ngừng lại, đưa mắt nhìn Tứ và bà Tám một lúc lâu thì lại nói tiếp. Mộ của má thằng Tứ thì chôn ở cây gáo trong đồng. Tứ vừa nghe tới đó thì bỗng hốt hoảng. Cây gáo ở trong đồng nào ạ? Út Chanh thì nói như khóc. Tôi cũng không nhớ rõ là ở đồng nào. Chỉ biết là hai cặp rằn nó giết rồi vùi xác ở đó. Tứ hỏi lại, hai cặp rằn là ai? Út Chanh chỉ lên trên nhà trên. Già hai mới vừa học máu chết đó. Tứ đã liền kêu lên, chính là ông ta sao? Anh đứng bật dậy định chạy đi, nhưng bà ngoại của anh đã kêu lại rồi nói. Má mày đã về nói hết với cả ngoại rồi. Nó bảo ngày trước hai cặp rằn nghe theo lời xúi của Út Chanh đây, còn dọc đường đã cưỡng bức má con. Dĩ nhiên là nó không có chịu, chống cự quyết liệt và cuối cùng thì đã cắn lưỡi để tự tử chết. Xác của nó được hai cặp rằn chôn ở dưới gốc cây gáo ấy. Tứ bàng hoàng, gốc cây gáo? Phải chăng là đúng cây gáo đó? Như vậy thì... Út Chanh đã lại chỉ tay về phía một cỗ quan tài rồi nói. Một cái là của má cậu, còn một cái kia chính là của vợ cậu đó. Tưởng mình nghe lầm, nên Tứ đã hỏi lại, bà nói thật chứ ạ? Người sắp chết không có dám nói dối. Bà ta nói xong thì đứng dậy liền. Lúc này Tứ mới để ý thấy dáng đi của bà ta không có được vững vàng cho lắm. Và thay vì đi trở lên trên thì bà đã đi thẳng ra phía sau, nơi có một khoảng vườn rộng, cây cối thì tùm. Vừa đi bà ta vừa nói to, cốt là cho đứa cháu của mình nghe. Trước đây tôi không cho ai chôn cùng dòng họ ở trong nhà. Chỉ sợ là họ sẽ làm chủ vĩnh viễn mảnh đất này mà thôi. Nhưng tôi đã lầm. Đâu có cần phải bám giữ nó thì nó mới thuộc về mình. Như má của cậu, dẫu chôn tận ngoài cánh đồng hoang, vậy mà cuối cùng thì cũng đã lại trở về đây. Tôi xin thua và xin vĩnh biệt. Bà ta đi nhanh và biến mất trong vòm cây. Tứ thì muốn chạy theo để mà hỏi thêm. Nhưng vừa khi ấy thì cô gái Câm bỗng xuất hiện, khiến cho Tứ lại một lần nữa kinh ngạc. Anh kinh ngạc bởi lúc này cô ta không ra dấu mà đã lên tiếng. Bà ấy đáng lẽ phải có ngày này từ lâu rồi chứ mới phải.
nhưng chậm cũng không phải là không tới. Thấy Tứ nhìn mình, cô gái đã nói thêm: em là đứa con gái câm, mồ côi cha mẹ. Bà Út tranh tiếng là nuôi làm con, nhưng thực ra em ở đợ trong nhà này để mà trừ nợ lúa cho ba má của em từ mấy chục năm trước. Em không nghĩ là mình sẽ có ngày nói được, nhưng chẳng hiểu sao kể từ khi em theo ông già hai vào chỗ cây gáo để đào hai bó hài cốt đem về đây, thì bỗng nhiên em đã hết câm. Tứ quá đỗi ngạc nhiên. Cô đào hai cốt của ai? Thì của hai người thân mà anh đang trông đợi, tức là mẹ và vợ của anh đó. Trong lúc Tứ và bà ngoại đang ngơ ngác thì cô gái đã nói thêm: em tin người chết đã giúp cho em được điều kỳ diệu này, mà cụ thể chính là vợ của anh. Hôm đào xuống gốc cây gạo, chính em đã gặp được chiếc lược của chị ấy. Vừa khi cầm được chiếc lược ấy thì tự nhiên em bật thành tiếng reo. Đó chính là âm thanh đầu tiên trong đời của em. Em cảm ơn chị ấy. Cô ta lại nói ra cái điều mà ai nấy cũng đều sửng sốt. Mụ Út Chanh nghe theo lời của ông thầy tướng số, bảo phải gom hết cả hài cốt của những người mụ ta đã hại về, để cho lão ta làm phép trừ hậu họa. Nhưng lạ lùng làm sao? Kể từ khi hai bộ hài cốt ấy mà em đã mang lên từ gốc cây gáo đem về, thì không đêm nào mụ ta ngủ được yên. Đêm nào cũng nghe mụ ấy khóc van, và có lúc thì kêu thét lên vì sợ hãi. Em đã rình coi và thấy mụ ấy quỳ lại hai người đàn bà mà em đã đoán đó chính là mẹ và vợ của anh. Mụ ta đi đến kết cuộc đời lúc này có lẽ cũng là do ý của hai người ấy. Em tin là oan hồn đã báo được thù rồi. Vậy là vụ tai nạn ở gốc gáo dừa giữa Đồng Tháp 10 đã có hồi kết, mà không phải vô tình mà Tứ đã bị mất vợ và còn kẹt hơn nửa tháng ở giữa vùng nước lũ đó. Tất cả đã là định mệnh. Tứ đã tìm lại được hài cốt của mẹ mình sau ngót gần 10 năm thất lạc, và cái xác trôi sông của Kim Lệ đã lại là cánh cửa mở toang ra cái bức màn bí ẩn chung quanh một nghi án mà nếu không có sự huyền bí đó thì xem như là vĩnh viễn đã chìm vào trong lãng quên. Bà Tám Chầu nói với cả Tứ: ngoại không có biết gì về chuyện tâm linh, nhưng qua vụ này ngoại có thể quả quyết với con rằng đời sống con người ta không chỉ có kiếp sống hiện thời, nó còn có một kiếp nữa. Bởi vậy, ngoài muốn con hãy lấy đó mà tự răn dạy bản thân mình. Có luân hồi hay không thì ngoại không có dám chắc, nhưng quả báo nhãn tiền thì chắc chắn là có thật, nhất định là nó có.